Xin được kính chào quý gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới quý gia chủ lời chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Ất Dậu nữ mạng, sinh năm 1945. Tuổi này, tiền vận sung sướng, trung vận lao đao, may mắn thay, hậu vận lại được ăn nhàn tốt đẹp. Và sau đây thì chúng tôi sẽ tổng kết các phương diện cuộc sống về gia đạo, tình duyên, sự nghiệp của quý gia chủ. Quý gia chủ Ất Dậu sinh năm 1945 là nữ mạng, hãy chiêm nghiệm và bàn luận cùng với Phong thủy Gia Cát nhé. Xin mời quý vị. Gia chủ Ất Dậu nữ mạng sinh năm 1945 có cung mệnh thuộc cung Trấn, mệnh Tuyền Trung Thủy, nước trong giếng, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Nói về Ất Dậu nữ mạng sinh năm 1945, chúng ta có thể luận đoán tổng quát qua một vài dòng thơ như sau. Ất Dậu, cung cấn số nàng, mạng thủy nước giếng chảy hoài liên miên, thu đông sinh thuận thời yên, gái thì sung sướng như tiên giáng trần. Xuân hạ lỗi số cực thân, có chồng chẳng đặng chọn niềm gối chăn. Trung niên cũng chẳng có phần, lo lắng bươn trải tảo tần lo thân, lập nên nhà cửa lần nhiều. Thế mà cũng giã vì phần chưa an, hậu vận mới được an nhàn, làm dư có của tụ tài số cô. Số phải tu niệm ăn chay, thì trời Phật độ, họa may sang giàu, tấm thân an mạng thành thơi, gia tài sự nghiệp có thời mới nên. Tổng quan, Ất Dậu, cuộc đời vào tuổi nhỏ, an toàn, sung sướng, đường công danh có nhiều triển vọng, hoàn toàn tốt đẹp, trung vận trái lại có nhiều nỗi lo buồn và nhiều nghĩ ngợi về vật chất cũng như về tinh thần, hậu vận mới được an nhàn thoải mái. Tóm lại, tuổi Ất Dậu có nhiều sung sướng vào tiền vận, trung vận thì lao đao, có nhiều lo buồn cho số phận, hậu vận mới được an nhàn, thảnh thơi. Tuổi Ất Dậu có nhiều triển vọng tốt đẹp cho tương lai và sự nghiệp vào hậu vận, số hưởng thọ trung bình từ 58 đến 76 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác sẽ bị giảm kỷ. Người xưa cũng có câu, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Quý gia chủ Ất Dậu sinh năm 1945, hãy năng chỉ niệm, tụng chú kinh Phật để tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phúc phần cho bản thân và con cháu sau này. Đặc biệt, quý gia chủ nên có bên mình một pháp khí của nhà Phật để nương nhờ ánh Phật, giúp gia tăng công lực, chiêu cầu sức khỏe và bình an. Phong thủy Gia Cát gợi ý cho quý gia chủ vật phẩm mang tên Bát Bảo Tâm Kinh, được chế tác từ bạc S999, thiết kế tỉ mỉ và tinh tế đến từng đường nét, với mặt trước là hình tượng bát bảo của nhà Phật, mặt sau khắc thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, rất phù hợp cho các Phật tử và các gia chủ hướng Phật. Hơn nữa, mang theo bên mình vật phẩm này, quý gia chủ hoàn toàn yên tâm vì đã được lựa chọn theo ngày giờ đẹp và theo tuổi riêng biệt nên công năng cực kỳ linh ứng. Tình duyên. Về vấn đề tình duyên cũng lắm trớ trêu và nhiều đau xót, phải qua vài lần đau buồn rồi mới xây dựng được hạnh phúc. Nhưng với tuổi Ất Dậu, về vấn đề tình duyên được chia ra làm 3 trường hợp sau. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên hạnh phúc. Đó là nếu bạn sinh vào những tháng 4, 9 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời phải có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch. Nhưng nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc đời bạn hưởng hoàn toàn hạnh phúc, chỉ một chồng, một vợ mà thôi. Đó là nếu bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên của tuổi Ất Dậu. Bạn nên nhớ kỹ ngày tháng năm sinh của mình để hiểu rõ cuộc đời của mình đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Gia đạo công danh. Công danh có nhiều triển vọng tốt đẹp vào tiền vận và trung vận. Sự phát triển công danh tùy thuộc ở khả năng sáng suốt và sự siêng năng của mình. Phần gia đạo có nhiều lo buồn vào trung vận, hậu vận số chịu hầm hưu, vào cuối đời mới an nhàn sung sướng. Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào tuổi 60 trở lên, tiền bạc vào trung vận thì được nhiều kết quả tốt đẹp, vào số tuổi 28 trở đi có khả năng phát triển mạnh mẽ về vấn đề kinh tế. Tuổi hợp làm ăn. Trong cuộc sống, nếu cần đến sự hợp tác làm ăn, hùn hạp hay hợp tác phát triển tiền bạc thì nên lựa những tuổi này, chẳng những làm ăn không sợ bị thất bại mà còn gặp cơ hội tạo nên sự nghiệp. Đó là những tuổi hợp về đường tài lộc như Kỷ Sửu, Tân Mão và Nhâm Thìn. Lựa chọn vợ chồng. Việc hôn nhân là
là điều quan trọng. Nếu bạn không lựa chọn đúng, bạn sẽ gặp nhiều trở ngại trong sự làm ăn cũng như về tài lộc. Vậy nên chọn những tuổi này, cuộc đời bạn sẽ được sống sung sướng và đẩy mạnh cuộc sống lên đến mức cao sang, tiền bạc dồi dào. Đó là kết hôn với các tuổi Bính Tuất, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn và Quý Mùi. Bạn kết hôn với tuổi Bính Tuất và Kỷ Sửu, cuộc sống của bạn được hoàn toàn tốt đẹp, có thể đẩy mạnh cuộc sống bạn lên đến giàu sang. Với tuổi Nhâm Thìn và Quý Mùi, cuộc sống bạn được hoàn toàn đầy đủ và mang lại cuộc đời đầy tốt đẹp, không bao giờ thiếu hụt và trái lại, lên cao về phần danh vọng, tiền tài. Nếu kết duyên với những tuổi này, cuộc đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là kết hôn với các tuổi Ất Dậu, Tân Mão và Quý Mão. Vì những tuổi này chỉ hợp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc nên chỉ hưởng một cuộc sống trung bình. Nếu bạn kết duyên với những tuổi sau đây, cuộc sống của bạn sẽ khó tạo được sự đủ đầy, mà trái lại cuộc đời bạn sẽ có nhiều khó khăn hoặc phải sống trong sự nghèo khổ triền miên trong suốt cuộc đời. Đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Quý Tỵ và những tuổi trên không hợp với tuổi bạn về đường tình duyên cũng như không hợp về đường tài lộc, nên cuộc đời có thể phải cam chịu cảnh nghèo nàn, không tạo được phương tiện hay cơ hội phát triển đường sự nghiệp tiền tài. Năm nay, bạn không nên kết hôn, vì kết hôn vào những năm này thì gặp cảnh xa vắng triền miên giữa cuộc đời. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 17, 22, 23, 29, 34, 35 và 37 tuổi. Những năm này tính chuyện hôn nhân sẽ không thành, hay nếu thành thì gặp cảnh xa vắng như trên trời. Xanh vào những tháng này, cuộc đời sẽ có nhiều thay đổi về vấn đề tình duyên hay có nhiều chồng. Đó là sinh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch. Tuổi Đại Kỵ. Trong việc kết hôn hay làm ăn, nếu bạn gặp những tuổi sau đây, bạn sẽ bị tuyệt mạng giữa cuộc đời, hay ít ra cũng mang nhiều sự biệt ly buồn tuổi. Đó là bạn hợp tác làm ăn hay kết hôn với các tuổi Canh Dần, Giáp Ngọ, Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thân, Nhâm Ngọ và Mậu Dần. Những tuổi trên đây rất kỵ, không nên hợp tác làm ăn hay kết duyên. Gặp tuổi Đại Kỵ, trong việc hôn nhân không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt gia đình thân tộc. Trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn của từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn. Ngoài ra, để hóa giải những nhân khí xấu xung quanh, chiêu mời quý nhân và các mối lương duyên tốt lành, quý gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp phù trợ cho tuổi của mình. Cụ thể, tuổi nữ mạng 1945 nên thỉnh đeo vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Vòng được làm bằng gỗ xưa, một trong những loại gỗ vô cùng quý hiếm có khả năng hóa giải thị phi, hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, kết hợp với ba viên mã não, mang năng lượng dương rất cao, sẽ tương trợ, kích hoạt năng lượng tích cực cho bản mệnh, từ đó thu hút may mắn, người tốt và tài vận đến với gia chủ. Với vòng tay tam hợp Tỵ Dậu Sửu, quý gia chủ nếu hữu duyên, thỉnh đặc biệt yên tâm vì đã có sự gia trì và thử nghiệm của các bậc thầy phong thủy, giúp cho vật phẩm phát huy được công năng tối đa tốt nhất đến tay người sử dụng. Năm khó khăn nhất. Tuổi Ất Dậu có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được phát đạt và đàng hoàng. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 28, 31 và 38 tuổi. Những năm này đề phòng tai nạn hay bệnh tật. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tuổi Ất Dậu vào những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn thì hợp nhất. Xuất hành theo trên thì sẽ gặp được nhiều cơ hội thuận tiện cho việc làm ăn và không sợ thất bại. Diễn biến từng năm. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi năm này có sự đau buồn về vấn đề tình cảm, tài lộc chỉ ở mức độ thấp kém. Năm 21 và 22 tuổi, hai năm này có nhiều tốt đẹp trong vấn đề công danh, tình cảm vượng phát, tài lộc bình thường. Năm 23 tuổi và 24 tuổi, hai năm này có phần tốt đẹp về vấn đề tài lộc, đường công danh có bê bối, việc làm ăn hay tình cảm có phần sút kém. Năm 25 tuổi năm này có thể tạo nhiều cơ hội tốt đẹp cho sự sống và cuộc đời. Từ 26 đến 30 tuổi, năm 26 tuổi năm này, bạn có nhiều cơ hội phát triển về tài lộc lẫn tình cảm. Toàn năm có nhiều tốt đẹp cho cuộc sống. Năm 27 và 28 tuổi, hai năm này, bạn có thể tạo lấy nhiều tốt đẹp cho cuộc đời về tình duyên, công danh lẫn tài lộc, làm ăn tốt nhưng kỵ đi xa. Năm 29 và 30 tuổi, 29 tuổi có xấu vào cuối tháng 10 trở đi, ngoài ra những tháng đầu năm và giữa năm thì trung bình. Năm 30 tuổi khá tốt nên cẩn thận việc giao dịch tiền bạc. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi toàn năm trung bình, năm 32 và 33 tuổi, hai năm này xấu, không nên phát triển hay làm ăn giao dịch về tiền bạc, có hao tài bệnh hoạn vào những năm này.
năm 34 và 35 tuổi, hai năm này có thể tạo lập sự nghiệp và công danh thuận tiện cho việc phát triển cơ nghiệp. Từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi, năm này không được tốt lắm nên cẩn thận tiền bạc và không nên làm ăn lớn có hại. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm này nên giao dịch nhiều về tiền bạc sẽ gặp nhiều may mắn, đi xa làm ăn càng tốt. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này có hao hụt hay thiếu thốn về tiền bạc, nhất là nên cẩn thận về con cái gia đạo có nhiều bê bối. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, năm không được tốt cho bổn mạng, trong gia đình thân tộc gặp đại nạn, nhất là vào những tháng 4, 7 và 10. Năm 42 và 43 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về gia đạo, việc làm ăn hay giao dịch và tình cảm có nhiều kết quả tốt. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm này bình thường, cuộc đời không có gì sôi động. Từ 46 đến 49 tuổi, năm 46 tuổi, năm này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và công danh lẫn tài lộc. Năm 47 và 48, hai năm này bổn mạng vững, đường làm ăn bình thường. Từ 50 đến 55 tuổi, thời gian này tiền bạc trung bình, bổn mạng không được tốt lắm, có bệnh hoạn, hao tài trong những năm này, nên lo việc gia đình thì tốt hơn, không nên đi xa hay giao dịch việc làm ăn lớn. Từ 55 đến 60 tuổi, thời gian này bạn có cơ hội tạo lập một cuộc sống vui tươi và tốt đẹp cho gia đình. Bổn mạng có phần yếu kém, nhưng gia đạo yên vui và hạnh phúc, kỵ mùa đông và cuối mùa hạ, nên lo cho bổn mạng thì tốt. Trên đây là luận đoán tử vi trọn đời của tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng. Nếu quý gia chủ chiêm nghiệm thấy đúng thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Những ý kiến đóng góp của quý gia chủ chính là động lực để chúng tôi có thể sản xuất những số tử vi phong thủy chất lượng, giúp cho quý gia chủ hiểu mình, hiểu vận và từ đó thì sẽ có được những định hướng giúp cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta trở nên may mắn và trọn vẹn hơn. Lời cuối, phong thủy gia cát xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, thọ trường và an khang.